Xin mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Chồng Chậm Chạp của tác giả Trà Giang. Quán cà phê của chị mới dựng lên chỉ chừng 5 năm, nhưng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của cả xóm. Ai cũng biết cái quán đông khách là nhờ sự duyên dáng của bà chủ. Chị xinh đẹp, tháo vát và lanh lẹ. Nhưng cũng chính vì thế, những thắc mắc càng đổ dồn về phía ông chủ, một người đàn ông chậm chạp, mờ nhạt và kiệm lời. Chị lanh lẹ một cách tinh tế, chị thoăn thoắt làm công việc của 3-4 người, nhưng mặt mũi vẫn tươi như hoa, vẫn đon đả phục vụ và thuộc lòng thói quen sở thích của từng vị khách. Chị chạy tới chạy lui, không ngừng từ sớm đến đêm. Anh chỉ phụ dắt xe, khu vực để xe thì lọt thỏm trong sân, nên công việc của anh cũng không mấy nặng nề. Người ta nhìn vào chỉ thấy chị chạy như con thoi, còn anh thì cứ lầm lì đứng đó. Trong khi chị hớn hở chào mời, thì anh nói năng nhát gừng, đôi lúc còn tỏ ra nặng nề khi thấy những chiếc xe đậu không ngay ngắn. Khách vào quán hay cố đi thật nhanh qua khu vực để xe để đỡ phải giao tiếp lâu với anh và cũng để tiến vào không gian của chị thật sớm. Thỉnh thoảng vẫn có người dừng giữa cuộc trò chuyện, hất hàm ra sân mà hỏi chị: "Chồng cô đó hả?" Chị cười: "Dạ, ông xã tôi đó ạ." Giọng chị to rõ như cố để cho con người đang lúi húi ngoài kia nghe thấy. Chẳng ai hiểu một người chồng như thế thì có gì để mà tự hào giới thiệu cơ chứ. Một người vô tâm cũng có thể thấy vợ chồng họ như là đôi đũa lệch vậy. Có bữa thấy anh đi ngang, nhóm tài xế là khách quen bèn hỏi bu vơ: "Mới sáng sớm mà hanh nắng rồi, có cái bạt sao không kéo lại che cho khách chứ?" Anh bèn đi lại tháo dây, kéo bạt che kín cả quán. Lúc này đám tài xế lại nhao nhao: "Mới sáng mà đã che kín mít vậy, phí gió trời." Chừng như nghe không rõ, anh lúng túng chau mày, làm ra vẻ khó hiểu. Bên này đám khách quen lại phá lên cười, tranh nhau nói mấy câu yêu sách trắng đâu vào đâu. Một trong số đó còn nói: "Ông chủ này hình như là bị lãng tai vậy." Lúc này chị chủ quán phăng phăng bước tới, đon đả cười với cả chồng lẫn khách: "Dạ, quán này chuyên môn hóa cao lắm, kéo bạt chừng nào là do tôi phụ trách, ông chủ chủ yếu đứng đó kiểm soát tôi thôi à." Nói xong, chị lấy lại sợi dây thừng từ tay chồng, kéo ngược tấm bạt hở ra một nửa, vừa che được nắng, vừa lấy được gió trời. Xong việc chị nói: "Anh vào ăn sáng cho kịp giờ, đồ ăn em để sẵn trong lồng bàn đấy." Anh quay đi, cái giọng ngọt như mía lùi của cô vợ tươi tắn như đẩy ông chồng khù khờ lên một trời danh giá. Thấy cái vẻ ù lì của anh, người ta ưa làm tội làm tình. Nhưng chỉ cần một lần bị chị dẹp gọn, kẻ yêu sách kia cũng phải để anh thêm mấy bậc. Bởi chẳng cần biết anh khù khờ ra sao, chỉ riêng việc được một người đàn bà thông minh một lòng yêu kính là đã có số má rồi. Người này phải có một điều gì đó khiến người kia còn muốn gắn bó. Hôm đó quán vắng, tôi đến gặp chị lúc chị đang thảnh thơi ngồi nghỉ, còn anh thì lúi húi tỉa tót cây cối. Quán không quá rộng nhưng luôn cho cảm giác xanh tươi. Đó chính là vì mớ cây cối được đặt đúng chỗ, được trồng theo tầng với chậu nhỏ chậu lớn. Tôi khen: "Chị không có nhân viên mà vẫn giữ được cái quán sạch sẽ tươi mát hài hòa quá." "Ôi, là do ông chồng tôi đó." Chị tiếp tục huyên thuyên rằng anh giỏi về cây cối ra sao, anh bỏ ngủ trưa để chăm chút bầy cây này như thế nào. Tôi chợt hiểu về cách mà họ gắn bó trong cái quán này. Tôi hỏi: "Anh hiền queo mà chị thì lẹ làng vậy, sống sao cho khỏi lệch nhịp?" Chị đáp thật nhanh: "Quan trọng là mình chọn cuộc chiến nào thôi em ơi. Nhà chị bán quán nhằm ngay cái lợi thế ăn nói của chị, nên chị nổi hơn. Anh thì giỏi kỹ thuật, giỏi cây cối, giỏi kiên trì, thì không ăn thua lắm với chuyện tiếp khách. Nhưng đừng tưởng vậy mà mình ngon hơn nhá. Không có anh lo hậu kỳ, điện nước, cây cối, loa đài nhạc nhẽo thì chị cũng chịu chết à? Người ta không biết thì nói này nói kia,
Chứ mình là vợ chồng, mình biết chồng mình giỏi gì, mình dở cái gì là sống được hết. Tôi vỡ lẽ hoàn toàn và chợt giật mình. Nếu vợ chồng nào cũng biết cái giỏi cái dở của nhau thì chẳng cuộc chiến nào, chẳng tình thế nào có thể đẩy người ta vào những hoang mang của lệch pha, hơn kém. Đến mức thấy chẳng biết so sao cho bằng như lúc đầu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.